Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mách cho các mẹ cách trị ho có đờm cho bé. Nội dung chính của bài viết đó là, thứ nhất đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho có đờm, và thứ hai đó là cách trị ho có đờm cho bé vừa đơn giản mà lại hiệu quả. Thứ ba đó là ho có đờm xuất hiện khi nào. Như các bạn đã biết thì khi thời tiết thay đổi thì trẻ nhỏ rất dễ mắc ho, hệ miễn dịch kém hơn so với người lớn, nhất là vào mùa lạnh. Thông thường ho đã gây cảm giác không thoải mái cho bé, mà ho có đờm thì thật là khó chịu. Đờm là hiện tượng ở cổ họng có chất nhầy, chất này được sản xuất do hệ thống hô hấp. Vậy cách trị ho có đờm cho bé như thế nào mà lại an toàn, hiệu quả? Trong bài viết dưới đây thì sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho có đờm thì một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho có đờm như sau. Người mắc bệnh ung thư phổi thường ho có đờm từ 3 tuần trở lên, kèm theo tiếng ho khan, nuốt nước bọt, cảm thấy đau. Thứ hai là giãn phế quản, tồn tại hai thể khô và ướt. Thể khô là những dấu hiệu cho ra ho ra máu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thể ướt thì là ho có đờm lâu ngày, làm cho bạn khó chịu, phải khạc nhổ thường xuyên. Bệnh cấp tính, bệnh này thường xuyên xuất hiện ở người già. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho có đờm. Cách trị ho có đờm cho bé vừa đơn giản mà lại hiệu quả. Thì chúng ta có thể dùng những thứ có trong bếp của mình như đó, như là dùng muối, gừng hay là nước ép củ cải hay là rau diếp cá và chanh. Đây là đều là những nguyên liệu có sẵn trong nhà của mình, nó rất là tiện dụng. Đối với dùng muối như nào thì như chúng ta đã biết thì muối có tác dụng tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp. Không chỉ đối với trẻ nhỏ mà còn cả thanh niên và người già. Chính vì thế chỉ cần cho một chút muối vào cốc nước lọc và khuấy đều cho tan. Sau đó thì mang ra súc miệng và ngậm thì sẽ giúp dịu cơn ho và đờm. Theo đó thì sớm biến mất. Thứ hai đó là gừng. Gừng không những dùng trong nấu ăn mà còn là một vị thuốc chữa trị ho một cách tốt nhất. Một cách sơ chế nữa đó là thả gừng vào cốc nước ấm, ngâm một vài phút và nhớ cho thêm chút xíu mật ong, rồi mang ra uống vài lần trong ngày. Đảm bảo dần thì sẽ long đờm và sạch đờm nhanh chóng. Cách làm đó là lấy một nhánh gừng, mang rửa sạch, thái lát nhỏ rồi đem ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Cách làm này thì sẽ giúp cho bạn cảm thấy mũi thông thoáng hơn, chống nhiễm trùng và chứng bệnh viêm họng. Bên cạnh đó thì gừng giúp tiêu đờm, kháng lại con virus gây bệnh.
nước ép củ cải. Củ cải có vị cay trộn lẫn ngọt, có tác dụng chữa ho, khan tiếng và tiêu đờm. Cách thực hiện không hề khó, chỉ cần chuẩn bị một củ cải trắng, đem cạo sạch vỏ rồi cho vào máy sinh tố xay đều. Đem lấy nước ép mang ra uống vào mỗi buổi tối, giúp bạn thuyên giảm tình trạng ho nhanh chóng. Nguyên liệu tiếp theo đó là rau diếp cá. Rau diếp cá thì quá đỗi quen thuộc trong đời sống. Loại rau này thì có tính mát, thải độc và tiêu đờm cao. Bạn chỉ cần giã nhuyễn ra, sau đó trộn đều với nước vo gạo, rồi cho lên bếp đun. Nhớ là bạn nên đun nhỏ lửa. Tiếp theo là quất hấp mật ong. Ở quất hấp mật ong chính là một trong số những cách trị ho có đờm phổ biến nhất. Thái lát nhỏ hai quả quất rồi cho ít mật ong, mang hấp cách thủy khoảng 15 đến 20 phút, uống vài lần trong ngày thì sẽ giảm ho có đờm. Tiếp theo đó là chanh. Thì chanh có nhiều tác dụng trong việc chữa ho, đặc biệt là ho có đờm. Trong quả chanh thì có các vitamin. Chất này thì sẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn, virus. Cách làm thì rất là đơn giản, chỉ cần cho ít nước chanh vắt ấm với một xíu mật ong, sau đó mang ra uống nhiều lần trong ngày. Những nguyên liệu trên thì đều dễ tìm trong bếp của mình và rất là dễ thực hiện. Cách làm thì đơn giản và hiệu quả thì cũng khi bạn áp dụng thì kết quả cũng mang lại cho bạn khá là ngạc nhiên. Ho có đờm xuất hiện khi nào? Khác với ho thông thường thì ho có đờm cực kỳ nguy hiểm nếu không được chữa trị ngay. Ho có đờm lâu ngày không khỏi sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ đờm quá nhiều, không đẩy được ra ngoài khiến gây tử vong. Triệu chứng ho có đờm xảy ra khi trong đường thở của chúng ta có xuất hiện tiết quyện lẫn với tạp chất. Chiết xuất này gồm hồng cầu, bạch cầu mủ, chất xâm hại vào đường hô hấp như bụi, vi sinh vật. Người ta chia ho có đờm thành bệnh cấp tính và mãn tính. Khi cơn ho có đờm kéo dài 3 tuần mà không đỡ chút nào thì gọi là mãn tính. Tuy nhiên thì tỷ lệ này thường xảy ra ít. Đa số ho có đờm xuất phát từ những lý do lành tính, trong đó ho có đờm. Cách trị ho có đờm là vừa đơn giản mà lại mang lại hiệu quả và an toàn cao cho bé nhà bạn mà không phải sử dụng bất kỳ loại thuốc tây nào. Cho nên là mình vừa nêu cách trị ho có đờm cho bé thì hy vọng các mẹ có kiến thức bổ ích khi con trẻ nhà mình có mắc bệnh thì các mẹ có thể áp dụng một trong những cách ở dưới để thuyên giảm các tình trạng trên.